Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài là vua phục sinh của chúng con, đấng hằng sống. Cảm ơn Chúa vì Ngài chịu chết, nay Ngài đã sống. Để chúng con có một Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người và đã hoàn tất kế hoạch của Ngài. Để ngày hôm nay chúng con được làm con cái của Chúa, được nhận sự sống đời đời trong ơn của Ngài. Xin ban phước trên chúng con, để chúng con luôn sống làm hài lòng cứu Chúa yêu dấu của chúng con, đấng đã yêu chúng con đã phó chính mình Ngài vì chúng con, để đời sống của chúng con luôn được trong sạch ở trước mặt Chúa, trong sự mong đợi đón chào nghênh đón Chúa khi Ngài Chúa Ngài trở lại. Giúp chúng con có thể cấp bách hoàn tất trọng trách Chúa giao phó cho chúng con, để biết rằng đến một ngày chúng con sẽ trình dâng lên Chúa tất cả mọi việc ở trong đời sống của chúng con, từ lời nói hành động về việc quản lý các thứ ơn của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó dâng thời gian này ở trong ơn của Chúa, tặng Ngài, chúc tôn Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, rất vui được thấy anh chị em ở khắp nơi vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và để học hỏi lời của Chúa. Chúng ta hết lòng cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ hoàn tất môn học này ở trong sự ban phước của Chúa, và nhắc nhở chúng ta như là một điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày rất là gần đây, vì những dấu báo về sự trở lại của Chúa đã rất gần. Và chúng ta cần phải làm những gì chúng ta cần phải làm. Chúng ta vâng lời của Chúa một cách trọn vẹn hơn. Và chúng ta sẵn sàng để nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại. Cảm ơn Chúa. Cơ đốc giáo bước đi trong ánh sáng của sự phán xét đời đời là điều mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ ở trong ơn của Chúa. Vì chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài không những là Chúa của chúng ta ở trong ngày hôm nay, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải xây dựng trên lăng kính của cõi đời đời. Điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta giải thích được cũng như đối diện được với những điều tạm bợ trên trần gian này. Hỏi cho chúng ta tập trung vào ngày phán xét, ngày cuối cùng mà chúng ta sẽ gặp Chúa và đứng ở trước mặt Ngài, cũng như cấp bách rao giảng tin lành của Chúa để nhiều người chưa biết Chúa cũng có thể được giúp đỡ bước vào trong ân điển cứu rỗi của Chúa và cứu họ ra khỏi cái án phạt đời đời mà một người không tin Chúa sẽ phải đối diện trước sự phán xét của Chúa. Hebrew chương 6 câu 1 cho đến câu số 3 là một phần Kinh Thánh nói đến những điều căn bản nền tảng. Thì chúng ta được lời của Chúa dạy chúng ta như thế này: vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo của Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những nền tảng, vấn đề nền tảng nữa, như sự ăn năn, các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các báp têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Chúng ta thấy ở tại đây một trong sáu điều cơ bản có nói đến sự phán xét đời đời. Chúng ta phải sống và biết chắc, theo như lời của Chúa, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Để chúng ta chuẩn bị đời sống của mình, để chúng ta sống một cuộc đời đắc thắng, thì chúng ta phải sống một cuộc đời dưới ánh sáng của sự phán xét đời đời. Điều đó giúp cho chúng ta, động viên tinh thần của chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta về cái trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Nhưng mà để chúng ta có thể thấy được toàn cảnh, thì điều đầu tiên mà chúng ta cùng đặt ra, câu hỏi đầu tiên đó là điều gì xảy ra với con người khi họ chết? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chết, cơ thể của mọi người, đàn ông, đàn bà, những trẻ em đều phần mộ để chờ đợi sự sống lại ở trong tương lai. Nhưng linh hồn và tâm linh của một người thì không, bởi vì đó là việc đời đời. Chúa Ngài dựng nên chúng ta, phần tâm linh của chúng ta là còn lại cho đến đời đời. Hoặc là đời đời ở trong quả ngục, hoặc là đời đời ở trong nước của Đức Chúa Trời, ở tại thiên đàng. Sáng Thế Ký chương 3 câu 19 chép: con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Đó là phần thể xác của chúng ta. Và Phi Rơ thứ nhì, chương 1, câu 13-14. Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này, thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm này. Như điều Đức Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ đã bày tỏ cho tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ những điều này. Cảm ơn Chúa hình ảnh cho chúng ta thấy
cơ thể của chúng ta, thể xác của chúng ta là thuộc về cát bụi. Và hiện tại chúng ta lại có một ý niệm mà lời của Chúa cho chúng ta biết, cái phần thể xác này nó như là một cái lều, như là một cái nhà tạm mà chúng ta đang sống ở trong. Đến một lúc, chúng ta tất cả đều sẽ lìa cái lều tạm này, cái đền tạm này, cái nhà tạm này. Vì phần tâm linh của chúng ta sẽ đi và được ở với Chúa. Như vậy, cơ thể là cái lều chứa tâm linh và linh hồn, là phần vô hình của con người, nhưng rất thật. Anh chị em hình dung với tôi trong thì này để chúng ta luôn nhớ. Con người ở trong chúng ta, tâm linh và linh hồn của chúng ta rất thật. Là con người mà chúng ta thấy rằng đang nhìn ra thế giới bên ngoài bằng cặp cửa sổ là đôi mắt của mình. Con người đó rất thật. Con người đó sống động. Con người đó mặc dù mắt của chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta biết rằng nó hiện hữu. Thì phần tâm linh và linh hồn của chúng ta là chắc chắn và hiện hữu như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phần đó, trước khi chúng ta được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì tội lỗi của tổ phụ, tâm linh của chúng ta chết. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu Chúa đời sống, phần tâm linh của chúng ta được làm cho sống lại. Bởi vì điều chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, mà điều chi sanh bởi thánh linh là thần. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái thể thần linh được Chúa Ngài làm cho sống lại ở trong chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Khi chết, tâm linh và linh hồn của người tin Chúa sẽ ở với Đấng Christ cho đến khi Chúa, người tin Chúa trải qua sự phục sinh lần thứ nhất, hay là sống lại lần thứ nhất. Khải Huyền chương 20, câu 5 cho đến câu 6 chép. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thai và thánh thai là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Cảm ơn Chúa. Ê-tiên, một người đã tử vì đạo đầu tiên của Hội Thánh, đã kêu cầu Chúa tiếp lấy cái phần hồn của mình, phần linh hồn của mình, như công vụ chương 7 câu 59 chép. Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy khi Chúa Ngài đáp lại với lời kêu xin của tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài, Ngài hứa rằng ngay ngày hôm đó thì anh sẽ được ở với Chúa. Luca chương 23 câu 43, Đức Chúa Giê-xu đáp: Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Cảm ơn Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy rằng vắng mặt trong thân thể là liền được ở trong sự hiện diện của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 1 cho đến câu số 8. Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải bởi tay của con người. Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm này và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm này, chúng ta thở than dưới những gánh nặng. Không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều này. Và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể này, chúng ta cách xa Chúa. Vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không bởi bằng mắt thấy. Vậy chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Tại đây chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô bày tỏ qua lời của Chúa cho chúng ta. Đó là chúng ta phải là những người sống và ao ước đến một cái ngày chúng ta sẽ lột bỏ cái nhà tạm này. Một cái ngày mà chúng ta sẽ để phần xác của chúng ta ở lại. Cát bụi thuộc về cát bụi. Nhưng mà chúng ta, phần tâm linh của chúng ta thì lập tức được ở trong sự hiện diện của Chúa khi chúng ta lìa cuộc đời này. Cảm ơn Chúa. Bởi vì tất cả những gì Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta, thì đối với chúng ta sự chết không phải là điều chúng ta hoảng sợ, nhưng mà là điều chúng ta hoan nghênh. Bởi vì chúng ta lại sẽ được chiêm ngưỡng, được ở trong sự hiện diện của Chúa. Đấng mà chúng ta thờ phượng, Đấng mà chúng ta phục vụ, Đấng mà chúng ta đã cầu nguyện với, Đấng mà có những lúc chúng ta phải dùng ngôn ngữ thiêng liêng là tiếng lạ để chúng ta tương giao với Ngài. Ngài chúng ta lìa thân thể này, chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt. Chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện phước hạnh của Chúa và được ở trong tình yêu và sự hiện diện trọn vẹn nhất của Chúa khi chúng ta lìa khỏi thân thể này. Cảm ơn Chúa. Một khi chúng ta nhận biết được cái sự đời đời sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo mình chắc chắn rằng mình được sự sống đời đời, rồi chúng ta không còn phải lo sợ về những điều khác. Vì chúng ta biết rằng tương lai đời đời của mình đã được nắm chắc ở trong Chúa. Khi chết, tâm linh và linh hồn của người không tin sẽ đi đến chỗ mà lời của Chúa
ở trong từ ngữ của Tân Ước gọi là Hades, mà tiếng Việt của chúng ta dịch là âm phủ. Âm phủ không phải là cái nơi đời đời, nhưng mà nó là một cái nơi tạm gọi danh từ là nơi tạm giam, hay là trong ý niệm của Cựu Ước đó là chữ Shiloh, là nơi mà người chết ở đó để chờ đợi sự sống lại lần thứ hai. Thì chúng ta thấy rằng, cảm ơn Chúa, những lời hứa khác của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải trải qua điều đó. Chỉ có những người không tin thì họ phải đến cái nơi chốn đó. Khải Huyền chương 20 câu 11 đến 15 chép cho chúng ta: Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài, đất trời đều trống hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng ở trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Chúng ta thấy ở đây, những người không có tên trong sách sự sống, tương lai của họ là sẽ trải qua sự phán xét, rồi cuối cùng thì chúng ta thấy rằng sẽ bị ném vào trong hồ lửa. Nhưng những người tin thì chúng ta có tên trong sách sự sống của Chúa, thì những điều này chúng ta được Chúa nghe làm cho chúng ta được vượt qua. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cần đặt ra ở tại đây đó là điều gì sẽ xảy ra khi Đấng Christ trở lại. Chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đấng Christ có một mục đích nhiều mặt về sự tái lâm của Ngài đối với chúng ta là những người thuộc về Chúa. Thứ nhất là Ngài đến để tiếp đón những người thuộc riêng về Ngài. Phúc Âm Giăng chương 14 câu số 3 chép: Khi ta đi và đã chuẩn bị một chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Cảm ơn Chúa. Ở trong Chúa, những người có tên trong sách sự sống của Chúa, thì chúng ta biết chắc một điều, đó là Đức Chúa Giê-xu Ngài đã hứa với những kẻ thuộc về Ngài, Ngài đi và sắm sẵn một chỗ. Và khi Ngài đã sắm sẵn một chỗ cho chúng ta rồi, thì Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em, chúng ta phải đảm bảo về sự cứu rỗi. Mình phải biết chắc mình được sự sống đời đời, để rồi mình sẽ không lo sợ sự chết nữa, cũng không lo sợ về tương lai, vì Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta, Ngài đang đi trước, chuẩn bị cho chúng ta một chỗ và sớm trở lại để tiếp rước chúng ta, hầu cho chúng ta được ở với Chúa luôn luôn ở trong ơn của Chúa. Chúa ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó với Ngài. Rồi Phúc Âm Giăng chương 17 câu số 24, Chúa Giê-xu cầu nguyện: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con từ trước khi sáng thế. Đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã cầu xin Chúa Cha trong bài cầu nguyện Chúa cầu nguyện mà Phúc Âm Giăng chương 17 đã ghi lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì kế hoạch của Chúa và lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta, là thuộc về Chúa, thì chúng ta sẽ được ở với Chúa ở trong phước hạnh của Ngài. Và thấy sao? Lời ca thứ nhất chương 4 câu 16-17: Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kể đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa nghe trở lại, thì chúng ta biết lời của Chúa ở tại đây qua Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là Chúa nghe sai thiên sứ của Ngài trỗi tiếng kèn để triệu tập, để gọi những người ở trong Chúa, và chúng ta thấy rằng người chết ở trong Chúa sống lại trước nhất. Lúc bấy giờ nếu chúng ta còn đang sống ở trên mặt đất này, thì Chúa Ngài sẽ biến hóa thân thể chúng ta, và Chúa Ngài sẽ cất chúng ta lên. Và chúng ta thấy ở đây, chúng ta sẽ được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa ở tại không trung. Tại đó chúng ta sẽ học tiếp sau này, đó là tại đó sẽ có cái sự phán xét ở trước tòa án của Đấng Christ. Đây là sự phán xét dành cho những người ở trong nhà, bởi vì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta ở với Chúa mãi mãi từ giây phút đó. Chúng ta không còn xa cách Chúa nữa, và chúng ta luôn ở với Chúa mãi mãi. Chúng ta ngợi khen Chúa. Ngài đến, Ngài trở lại để tính sổ với các tôi tớ của Ngài. Ma-thi-ơ chương 25 câu số 19: Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Anh chị em, điều này là chắc chắn, bởi vì Chúa Giê-xu đã dạy và Ngài nhắc đôi lần trong những hình ảnh của việc Ngài trao cho, Ngài ban cho những điều mà những người của Chúa được Chúa Ngài giao cho trọng trách để quản lý.
rồi sẽ có đến ngày chúng ta sẽ được Chúa ngài gọi đến để tính sổ. Và đây là điều chắc chắn. Đó là lý do tại sao mà trong sinh hoạt của Hội Thánh, chúng tôi tìm đủ mọi cách dạy dỗ, huấn luyện và giúp đỡ để tất cả con cái của Chúa nhận biết được rằng có những điều mà Chúa ngài tính cậy và giao trong tay chúng ta. Ân tứ, ta lân, những cái phước hạnh, những cái khả năng mà Chúa ngài giao cho chúng ta và những cái trách nhiệm mà Chúa ngài muốn thấy nơi chúng ta, đó là làm lợi ra cho những gì Chúa ngài ban cho chúng ta. Vì cái người quản lý khi được soát sổ thì phải chứng minh được rằng những gì đã được giao trong tay của mình quản lý một cách tốt đẹp, không bị thất thoát, nhưng mà được làm lợi ra. Thì đó là điều mà Chúa ngài cũng muốn tìm thấy ở trong đời sống của chúng ta. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, hãy tập trung và nhớ đến đó là mỗi người trong chúng ta, sứ đồ Phaolô nói rằng có các ân tứ mà Chúa ngài ban cho, có những điều mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta. Thì cái trách nhiệm của chúng ta là một trong những cái mục tiêu của khải tượng mà Chúa ngài cho của Hội Thánh của Chúa ở tại VBC Houston này, đó là giúp đỡ để mỗi người sau khi biết Chúa, tin Chúa thì phải khám phá ra được mục đích mà Chúa ngài đã định cho đời sống của mình bằng cách sử dụng các ân tứ, sử dụng sự ban cho của Chúa để chúng ta sống trọn mục đích đó. Bởi vì chúng ta sẽ trả lời trước mặt ngài. Và tôi không muốn ai ở dưới cái sự giúp đỡ, quản nhiệm, chăn bày ở dưới chức vụ của tôi mà phải đứng ở trước mặt Chúa và nói rằng thưa Chúa, con không biết là con có những điều mà Chúa ngài đã giao cho. Anh chị em, tôi tin rằng câu trả lời đó không được chấp nhận. Nhưng mà theo như lời của Chúa cho chúng ta thấy từ đây thì khi phán xét, khi tính sổ thì Chủ không nói đến với những con người mà không được ban cho những ta lân. Nhưng mà tính sổ là cho những người đã được ban cho và họ biết làm lợi ra. Chỉ trừ ra cái người đầy tớ được gọi là đầy tớ gian ác đó, thì đem chôn cái ta lân mà Chủ đã giao cho. Thì khi tính sổ thì Chủ đã gọi cái người này là gian ác. Bởi vì các thứ ơn, bởi vì những khả năng mà Chúa ngài ban cho chúng ta là nhằm mục đích để chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể làm lợi ra, để chúng ta mở rộng biên cương nước của Chúa, để chúng ta phục vụ ở nội bộ là gây dựng Hội Thánh của Chúa, và bên ngoài là để chúng ta truyền giáo, mở rộng nước của Đức Chúa Trời và giúp đỡ những người đang bị Satan kiểm soát, đang bị Satan cai trị họ. Họ có thể kinh nghiệm được sự bứt phá, được sự chữa lành, được sự giải cứu, để họ cũng sớm được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Thì cái trách nhiệm này đối ngoại và nội bộ chúng ta phải hoàn tất một cách tốt đẹp như là một người quản lý ở trong ơn của Chúa. Ngài đến tính sổ với các tôi tớ của ngài thì chúng ta thấy rằng rất là quan trọng để chúng ta nhớ đến, đó là ngài phán xét tất cả, không phải chỉ một số người mà thôi, nhưng mà tất cả, không phải chỉ là các mục sư, những người lãnh đạo, nhưng mà là tất cả. Bởi vì Timôthê thứ nhì chương 4 câu số 1 nói trước mặt Đức Chúa Trời và đấng Christ Jesus là đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của ngài và vương quốc của ngài. Có một cái tiêu chuẩn khác nữa và Chúa ngài phán xét, đó là vì sự hiện đến của ngài. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không nhận biết rằng sẽ có một sự hiện đến của Chúa thì chúng ta sẽ không thấy rằng mình phải sống như thế nào để cái ngày mà Chúa tính sổ chúng ta có thể được Chúa kể là đầy tớ ngay lành trung tín. Và có như vậy thì chúng ta mới nhận biết được rằng Chúa ngài muốn đòi hỏi nơi những gì Chúa ngài đã ban cho chúng ta và đặt ở trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn tìm thấy chúng ta làm lợi ra những điều đó. Nếu chúng ta không sống ở trong ánh sáng của sự đời đời và sự phán xét của Chúa thì chúng ta sẽ thấy một điều, đó là người ta chểnh mảng, người ta lười biếng và đưa ra nhiều cái lý do thối thác tại sao mình không hầu việc Chúa ở trong lúc này. Nhưng khi chúng ta nhận biết đó là ngoài sinh hoạt của Hội Thánh thì còn những người lạc mất nữa, Chúa muốn tìm thấy chúng ta làm lợi ra các ân tứ, các khả năng, những ta lân mà Chúa ngài ban cho trong việc giảng đạo cứu người. Trong Hội Thánh nội bộ thì chúng ta hoàn tất cái trọng trách Chúa cho trong việc giảng đạo nuôi người và giảng đạo sai phái người. Vì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng vì Chúa ngài sẽ đến để phán xét tất cả. Ngài cũng sẽ đến để thưởng cho mỗi người tùy theo việc làm của họ. Cảm ơn Chúa, chúng ta phục vụ một ông chủ rất là tốt lành. Ngài có phần thưởng dành cho những người thuộc về Chúa. Timôthê thứ nhì chương 4 câu 8 chép: từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Và đây là điều tuyệt vời anh chị em, có chúng ta trong đó. Nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của ngài. Cảm ơn Chúa. Còn cái phần thưởng đó là mão triều thiên công chính dành sẵn cho Phaolô
và cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Chúa. Ô, điều này nó quan trọng quá. Cho nên anh chị em đừng buồn hay là trách cứ. Tại sao mục sư Khánh cứ nói và nhắc nhở về sự Chúa sớm trở lại? Bên chị em yêu dấu của tôi muốn trang bị để chính cá nhân tôi cũng như hết thảy anh chị em là những người mà Chúa cho bằng cách này cách khác là thuộc viên của Hội Thánh VBC Houston hay là những anh em đã kết nối với chức vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhắc nhở anh chị em và chuẩn bị để anh chị em được cái phần thưởng này. Mão Triệu Thiên công chính dành sẵn cho Phaolô vì ông đã sống một cách tốt đẹp. Ông đã tuyên bố rằng ông đã chạy xong cuộc đua của mình. Và ông cũng nói rằng nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự đến của Ngài. Khi chúng ta hiểu được và chúng ta sống đúng theo như điều Chúa Ngài mong thấy trong đời sống của chúng ta, thì Ngài Chúa tái lâm và sự trở lại của Chúa không thể là điều làm cho chúng ta lo sợ, làm cho chúng ta bối rối, nhưng mà phải là điều mà chúng ta trông đợi. Tôi thường dùng hình ảnh khi chúng ta đi học, mà nếu chúng ta nắm được những điều mà chúng ta cần phải học, phải nhớ, phải biết, thì khi chúng ta vào trong lớp, thì ngày hôm đó dù là một cái bài kiểm tra thình lình hay là cái kỳ thi cuối khóa của chúng ta, chúng ta không bối rối, chúng ta không lo sợ, nhưng mà chúng ta mong đợi. Bởi vì khi chúng ta hiểu bài, chúng ta nắm được bài, thì chúng ta thấy rằng cái kỳ thi chỉ là một cái phương tiện để chỉ ra chúng ta đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi đó. Ngày trở lại của Chúa cũng vậy anh chị em. Lời của Chúa nói tại đây cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý đến chữ yêu mến sự hiện đến của Chúa tại đây. Đó không phải là điều làm chúng ta lo sợ, nhưng mà là điều chúng ta yêu mến, chúng ta mong đợi. Bởi vì Ngài mà cứu Chúa của chúng ta, Đấng đã giao cho chúng ta các thứ ơn, quyền năng của Ngài, sự sức giàu của Ngài, những khả năng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, Ngài sẽ đến. Và chúng ta sẽ được nghe tiếng nói yêu thương của Chủ của chúng ta. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúa có phần thưởng và Ngài sẽ dành ban cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Vì đầu thứ nhất chương 5 câu số 4. Rồi khi Đấng Trăng Chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh Mão Triều Thiên vinh quang không phai tàn. Cảm ơn Chúa, Ngài đến và đem những phần thưởng đó đến với Ngài. Ngài cũng sẽ đến để hoàn tất sự cứu rỗi của các thánh đồ. Roma chương 8 câu 23. Không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có thánh linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì ngày đó Chúa đến và Ngài cũng đem lại sự ban thưởng này cho hết thảy những người mong đợi sự trở lại của Chúa, và Ngài làm xong cái sự cứu rỗi của Ngài. Ngay giây phút chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống, thì Chúa Ngài ban cho chúng ta điều lập tức chúng ta hưởng được, đó là chúng ta được xưng công bình. Rồi cái điều thứ hai, cái giai đoạn thứ hai trong sự cứu rỗi của chúng ta, đó là chúng ta được Đức Thánh Linh cho chúng ta bước vào trường của Đức Thánh Linh để Ngài thánh hóa chúng ta. Cái tiến trình của sự thánh hóa, lấy đi những điều của xác thịt, gạn lọc hết tất cả những điều không thuộc về Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi ngày được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà cho đến khi Chúa Ngài trở lại, thì điều thứ ba mới xảy ra, đó là chúng ta nhận được sự vinh hiển khi Chúa ban cho chúng ta thân thể mới ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta chờ đợi ngày đó để chúng ta sẽ được mặc lấy một cái nhà không còn hư nát nữa, một thân thể không còn bị tiêm nhiễm và ảnh hưởng của tội lỗi nữa, để chúng ta sống ở trong thân thể vinh hiển như Chúa sống lại như thế nào trong thân thể phục sinh của Ngài. Thì lời của Chúa hứa rằng chúng ta cũng sẽ có một thân thể như vậy trong ơn của Chúa. Đó là thân thể mà trong nháy mắt thân thể của chúng ta được biến hóa đó, để chúng ta có thể được Chúa Ngài cất lên và chúng ta có thể gặp Chúa ở tại không trung. Cảm ơn Chúa, một thân thể mới, một thân thể vinh hiển được dành sẵn để ban cho chúng ta ở trong ơn của Ngài. Hebrew chương 9 câu 27 đến 28. Thêm như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi cho nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài. Cảm ơn Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 12-13. Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người như chúng tôi đối với anh em. Nhờ đó Ngài làm cho tâm hồn của anh em được vững mạnh, thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh đồ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh này đang dành cho chúng ta. Và Ngài cũng trở lại
để đem đến cho chúng ta sự vinh hiển. Bởi vì Ngài sắp đến để được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài. Ngợi khen Chúa, trong Colossae chương 3 câu 4 chép, khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc đấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy một khung cảnh hết sức là tuyệt vời ở tại đây. Đấng mà muôn vàng thiên sứ đã ngợi khen, Đấng mà chúng ta tương giao với Ngài qua sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Đấng mà chúng ta chúc tụng ngợi khen Ngài đó, lúc bấy giờ Ngài sẽ ở giữa hội thánh của Ngài để chúng ta có thể chiêm ngưỡng, cảm ơn Chúa, sự vinh quang của Chúa, để Ngài được tôn vinh ở giữa các thánh đồ. Như Tê-sa-lô-ca thứ 2 chương 1 câu 10 chép, khi Ngài đến trong ngày ấy để được tôn vinh giữa các thánh đồ. Ôi, tôi hình dung cái ngày đó, tất cả chúng ta là những người biết ơn Chúa vì ân điển và tình yêu thương kỳ của Ngài đã cứu chúng ta. Chúng ta là những đứa hư mất, chúng ta là những đứa tội lỗi, chúng ta là những con người mà chúng ta trước khi gặp Chúa đấy, chúng ta nhìn lại chúng ta nên nhớ có những ngày chúng ta không thích chính mình nữa vì những việc tội lỗi mà chúng ta làm. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài cứu chúng ta. Ngày đó tôi tin rằng không một ai có thể đứng được ở trong sự hiện diện của Chúa mà tất cả đều sẽ sắp mặt xuống, tất cả đều sẽ tôn vinh Chúa, bởi vì Đấng đã cứu chúng ta, chẳng những cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi nhưng mà cứu chúng ta và ban cho chúng ta một sự sống đời đời, một sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa và được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Chúa. Anh chị em, có những giây phút ở trong đời sống, chắc anh chị em cũng có những người như tôi là muốn nhìn thấy và rờ chạm đến Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta ước gì mình được sống ở trong thời Chúa Giê-xu đi lại ở trên mặt đất này. Nhưng mà lời của Chúa tại đây cho chúng ta biết rằng ở trong Chúa, ngày đó sẽ đến với chúng ta là ngày mà chúng ta sẽ tận mắt chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Trong đó có anh em, vì anh em đã tin lời chứng của chúng tôi trước mặt anh em. Ở đây sứ đồ Phaolô nói đến hình ảnh rất là phước hạnh, Ngài đến ở trong ngày để được tôn vinh giữa các thánh đồ, được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do tại sao có phần thưởng cho những người mong đợi sự trở lại của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Ngài cũng sẽ đến để đón cô dâu của Ngài, phần thưởng cho sự cứu chuộc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Một nàng dâu được Thánh Linh trang điểm, một nàng dâu được Đức Chúa Thánh Linh đang làm cho tinh rồng, sẽ được tiếp rước. Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9 chép, chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn, sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ. Thiên sứ nói cùng tôi rằng hãy viết phước cho những người được dự tiệc cưới của chiên con. Thiên sứ lại nói, đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa Giê-xu Ngài được tiếp rước về trời. Và Ngài đã để lại cho người vợ hứa của Ngài, nàng dâu của Ngài, Thánh Linh của Chúa. Như trong phong tục của việc cưới hỏi của người Do Thái cho đến ngày hôm nay, là trong hôn sự thì người con trai cùng với cha của mình, cha mẹ của mình sang nhà gái để có lời cầu hôn. Và một trong những điều mà chàng trai sẽ làm để đánh dấu cái hôn ước của mình, đó là rót cho nàng một chén rượu. Như Đức Giê-xu Ngài đã rót cho hội thánh của Chúa chén nước nho trong tiệc thánh. Rồi hôn ước được trình bày. Và khi giờ giấc hôn ước được ký, thì một trong những điều mà chú rể làm đó là để lại một số tiền để cô dâu sẽ đi ra mua phấn son, thức thơm để tắm rửa, để chuẩn bị cho cái ngày mình sẽ được tiếp rước. Chuẩn bị áo cưới, chuẩn bị cho ngày mà chàng rể sẽ trở lại để tiếp rước, rồi họ sẽ đi vào tiệc cưới. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giê-xu Ngài trở về để chuẩn bị một nơi chốn cho chúng ta. Ngài sẽ trở lại. Nhưng trước khi Ngài đi, thì Ngài đã có một cái kế hoạch. Ngài giới thiệu trong văn chương 14, văn chương 16, về một đấng mà Ngài sẽ sai phải đến. Chúa Cha thì đã báo trước điều này từ ở trong sách Gioan chương 2. Có một lời hứa. Và Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên hội thánh của Chúa. Đức Thánh Linh ngoài những công tác mặc lấy quyền phép trên chúng ta để chúng ta trở nên những nhân chứng hiệu quả cho Chúa, kết quả cho Ngài,
Thì công tác của Đức Thánh Linh là Ngài đến để Ngài thánh hóa hội thánh. Ngài trang bị hội thánh của Chúa, Ngài tẩy rửa hội thánh, Ngài chuẩn bị hội thánh như là một cô dâu được mô tả tại đây. Là một cô dâu sẵn sàng, chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng được ban cho áo bằng vải gai mình, sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Và lời của Chúa cho chúng ta đó là vải gai mình là những việc công chính của các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Trái của Đức Thánh Linh được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài dạy dỗ, Ngài sửa trị, Ngài giúp đỡ để chúng ta như là một cô dâu sẵn sàng để được nghênh đón, và tiêu chuẩn của cô dâu đó là không tì, không vết, không chỗ trách được. Cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh Ngài đang làm công việc đó ở trong đời sống của chúng ta. Anh em chị em, khi Chúa Ngài trong cái tiến trình của sự thánh hóa chuẩn bị chúng ta để sẵn sàng được Chúa Ngài tiếp đón khi Chúa Giêsu Ngài trở lại để tiếp đón hội thánh của Chúa. Đừng buồn khi Chúa Ngài kỷ luật chúng ta. Đừng buồn khi Chúa bởi lời của Ngài bẻ cách sửa trị, dạy chúng ta, khiến cho chúng ta sẵn sàng để làm những công việc lành mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Đó là chiếc áo mà Đức Thánh Linh Ngài đang giúp đỡ để chúng ta chuẩn bị. Một chiếc áo sáng chói và tinh khiết. Cảm ơn Chúa vì đây là một cái hình ảnh tuyệt vời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận biết những cái kỷ luật thuộc linh, những cái sự trang bị mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta làm việc một cách kết quả. Tất cả những điều đó sẽ gom lại là những cái việc công chính của các thánh đồ, để chúng ta mỗi người sẽ đến dự tiệc cưới của Chiên Con trong chiếc áo lễ có sự chuẩn bị. Chúng ta nhớ trong ẩn dụ Chúa Giêsu Ngài nói đến ở trong cái bữa tiệc lớn, thì những người đã mời, được mời trước, họ đã khước từ, họ đưa ra những lý do thối thác, thì chủ Ngài đã sai các đầy tớ hãy đi ra dọc theo hàng rào ra ngoài đường ép mời cho được vào trong đầy ở trong nhà của ta. Nhưng mà rồi khi ở trong phòng tiệc thì thấy có một người đi vào dự tiệc mà không có mặc áo lễ, không có sự chuẩn bị, thì chúng ta thấy người này trật mất cái cơ hội để được ở và được dự tiệc và bị đuổi ra ngoài. Cảm ơn Chúa vì công tác của Đức Thánh Linh đang làm ở giữa hội thánh của Chúa. Chúng ta trải qua những cái ngày mà Chúa Ngài tinh rồng hội thánh của Chúa, có sự phán xét bắt đầu từ nhà của Chúa, và chúng ta thấy Chúa Ngài đang dọn dẹp, Ngài làm lộ ra rất là nhiều điều khiến cho hội thánh của Chúa mỗi ngày một tinh rồng càng hơn. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Những gì không phải là quan trọng là chủ yếu, Chúa giúp để chúng ta thấy được. Và những gì quan trọng mà Chúa Ngài muốn tìm thấy kết quả trong đời sống của chúng ta, chúng ta tập trung và chúng ta thực hiện cho bằng được, sẽ giúp đỡ cho chúng ta cho ngày đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là có sự phán xét sau khi chết không? Câu trả lời là chắc chắn là có. Có sự phán xét liên quan đến người tin, và cũng có sự phán xét liên quan đến những người không tin. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu 28 đến 29, đừng kinh ngạc vì điều này, vì giờ sắp đến khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài mà bước ra. Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét. Chúa Ngài nói rằng đừng ngạc nhiên về điều này. Đây nó phải là điều mà chúng ta hiểu và là điều mà chúng ta có sự chuẩn bị. Đừng ngạc nhiên vì chắc chắn sẽ có sự sống lại. Có những người sống lại để hưởng sự sống, có những người sẽ sống lại để chịu sự phán xét. Cảm ơn Chúa vì sẽ có sự sống lại. Bạn chị em yêu dấu của tôi, hãy đảm bảo chúng ta sống lại để được sống với Chúa bằng cách chúng ta nắm chắc lấy lời hứa của Chúa và đặt lòng trung thành của chúng ta nơi Chúa một cách trọn vẹn, để ngày Chúa trở lại chúng ta không phải bị bỏ lại. Là ngày của sự phán xét của Chúa, ngày mà tất cả những người trong mồ mả sẽ nghe tiếng của Ngài mà bước ra đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về những người đã làm điều lành, sống lại để được sống. Đừng để ai trong chúng ta đang nghe sứ điệp này sẽ rơi vào trong hạng người bị kể là người giữ, sống lại để bị phán xét. Có ba sự phán xét quan trọng liên quan đến đời sống của người tín đồ. Thứ nhất là có sự phán xét ở trong quá khứ. Như Esai 53 từ câu 1 cho đến câu số 13, chúng ta đã quen thuộc với phần kinh thánh này. Sự phán xét đã diễn ra trong quá khứ là sự phán xét đã diễn ra tại đồi Calvary. Khi mà Đấng Christ bị Đức Chúa Cha phán xét vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị đánh và đập và làm cho khốn khổ.
Bởi vì Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu mà chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Do sự phán xét này của Đức Chúa Trời liên quan đến con của Ngài mà chúng ta có bốn điều hết sức là phước hạnh ở tại đây. Thứ nhất đó là do chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết của Ngài. Thứ hai là chúng ta được tha tội. Thứ ba là chúng ta được thoát khỏi sự phán xét vì tội lỗi của mình. Và thứ tư là chúng ta có sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa Giêsu làm. Đó là lý do tại sao mà tôi tin chắc một điều là tất cả những ai mà được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài trở lại, tất cả đều sẽ lớn tiếng tôn vinh Ngài. Vì những điều Chúa làm cho chúng ta thật là tuyệt vời, những điều mà không ai có thể qua công đức riêng của mình, tu sửa, cố gắng của mình mà có thể có được. Nhưng bởi nhờ huyết của Chúa đã đổ ra mà chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được tha tội, chúng ta được thoát khỏi sự phán xét và chúng ta có được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Có sự phán xét trong hiện tại. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 31 câu 32 chép: nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Nhưng khi Chúa phán xét, Ngài sửa phạt chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Đây là một sự phán xét mà chúng ta tự làm cho chính mình, như là chúng ta tự kiểm tra. Khi chúng ta đáp lại với công việc của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đưa ra những đánh giá về các hoạt động, những cái động cơ, thái độ của chính mình, chúng ta luôn kiểm soát những điều đó. Như là chúng ta đưa một cái cây thước, một cái tiêu chuẩn để chúng ta đo nó. Và chúng ta phải hoàn chỉnh luôn ở trong ơn của Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, thì cái kết quả là mỗi một ngày chúng ta càng bước đi trong ánh sáng và Ngài càng trở nên đồng nhất với mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Hãy thường xuyên làm công việc này, sự phán xét trong thì hiện tại của chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta những điều kiện để chúng ta có thể làm được theo như mục đích của Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân tứ, Ngài ban cho chúng ta khả năng, Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài, Ngài ban cho chúng ta sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể tự kiểm tra và thấy những chỗ cần phải được hoàn chỉnh, chúng ta hoàn chỉnh nó. Có sự phán xét cho tương lai. Sự phán xét thì chắc chắn cũng sẽ đến, như chúng ta đã ghi xây dựng từ đầu cho đến bây giờ. Sự phán xét ở trong tương lai của người tin theo sau sự sống lại đầu tiên và được gọi là tòa án của Đấng Christ. Chúng ta nghe ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 từ câu 10 cho đến câu số 11. Vì tất cả chúng ta, không nói đến chỉ có tín đồ hay là chỉ có mục sư hay là những người đặc biệt nào, nhưng mà vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc điều ác mình đã làm trong lúc còn trong thân xác. Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng lương tâm của anh em cũng biết rõ chúng tôi. Ông có những lời khiển trách, cũng có những lời khích lệ để anh em có thể chuẩn bị cho mình sẵn sàng cho cái ngày chúng ta đứng ở trước tòa án của Đấng Christ. Chúng tôi chỉ thường dùng một cái danh từ gần gũi hơn với chúng ta trong thời kỳ cận đại của chúng ta, đó là chúng ta phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa này. Ở trong cái đường lối sư phạm của Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta nhớ đó là cái khi thi để chúng ta tốt nghiệp trung học, để chúng ta chuẩn bị vào đại học, thì có một kỳ thi mà tất cả những sự hiểu biết mà chúng ta học được, lượm lạc được từ lúc chúng ta ở trong lớp 1 cho đến lớp 12 đó, chúng ta sẽ được xét nghiệm bởi cái kỳ thi này. Lối giáo dục của tại Mỹ thì khác hơn một chút, nhưng mà cũng rất là quan trọng. Đó là cái kỳ thi để chúng ta tốt nghiệp trung học. Và người ta tính cái điểm của chúng ta là suốt cái thời gian mà chúng ta học ở trong trung học đó. Thì cái điểm trung bình của chúng ta, nó sẽ quyết định cho cái việc mà chúng ta có được các cái trường có những tiêu chuẩn cao nhận chúng ta hay là không. Cho nên chúng ta nhớ rằng tất cả những điều mà chúng ta học được, tích lũy được, thì phải chứng minh rằng chúng ta đã có một cái quá trình hiểu biết, làm những bài thi một cách tốt đẹp để giữ cái điểm trung bình của chúng ta luôn luôn là cái điểm trung bình cao. Bởi vì các trường đại học
Người ta lựa chọn những sinh viên vào thì người ta nhìn vào trong cái điểm trung bình này. Cảm ơn Chúa. Ở trong Chúa chúng ta cũng sẽ chuẩn bị để chúng ta khi đứng ở trước tòa án của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Cái điều này chúng ta cần được nhắc liền tại đây để không ai trong chúng ta hoảng sợ. Vì sự phán xét này chỉ liên quan đến những người tin và không phải để giải quyết vấn đề tội lỗi được tha và sự cứu rỗi của người tin. Nhưng mà để chúng ta trả lời trước mặt Chúa về những gì mà chúng ta đã làm hoặc thiện hoặc ác khi chúng ta còn sống ở trong thân xác. Đây là để được Chúa Ngài khen thưởng hay là vì Chúa Ngài chê trách. Nhưng sự cứu rỗi thì trong tòa án của Đấng Christ không có cái sự xét xử đó. Đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, vì trong Chúa, sự cứu rỗi của Chúa chúng ta đã nhận được ngay từ đầu. Ephesians chương 1 câu 7 câu 8 chép. Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Chúa Ngài sắm sẵn cho chúng ta và chúng ta tiếp nhận ở trong ơn của Ngài. Esai 43 câu 25. Ta, chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Cảm ơn Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được điều này. Và sự phán xét này liên quan đến sự trung tín của người tin Chúa đối với mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý đến ở trong Luca chương 12 câu 42 đến 48, Chúa đáp: Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình để cung cấp thức ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến và thấy làm như vậy. Thật ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ, chủ chưa về đâu, nên bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái rồi ăn uống say sưa, chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề và cho nó đồng số phận với những kẻ bất trung. Đầy tớ nào đã biết ý của chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý của chủ thì sẽ bị đòn nặng. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ta đã ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Vì tiêu chuẩn của Chúa tại đây, Chúa Ngài muốn chúng ta được nhắc nhở là chúng ta biết ý của chủ và chúng ta sẽ được Chúa Ngài xét theo như sự hiểu biết đó. Cảm ơn Chúa. Điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta không thể nào thiếu sự hiểu biết và dốt nát về ý của Chúa được. Mà chúng ta phải biết ý của Chúa để chuẩn bị sẵn sàng cho Ngài và Chúa Ngài phán xét. Thứ ba, sự phán xét này liên quan đến việc khai trình tất cả những ân tứ và ân điển đã được giao phó cho người tin Chúa. Luca chương 16 câu 1 đến câu số 2, Đức Chúa Giêsu lại phán với các môn đồ: Một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Vì vậy chủ gọi anh ta đến và bảo: Tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó. Hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Là tín hữu, chúng ta là những người quản lý những quyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Những người quản lý không phải là người chủ sở hữu và cuối cùng phải chịu trách nhiệm về công việc quản lý của mình. Được giao cho công việc quản lý của mình thì chủ sẽ đòi hỏi chúng ta phải trả lời về điều mà mình đã được giao cho. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu số 4. Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như là những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. Đây là chỗ rất quan trọng, chúng ta nhớ cái tiêu chuẩn mà người ta đòi hỏi nơi cái người quản lý, đó là người đó có thể tin cậy được. Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình, vì tôi không thấy mình có gì sai trái. Nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính. Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. Vậy cho nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối và phơi bày những mưu định ở trong lòng. Lúc ấy mọi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ nơi Đức Chúa Trời. Để sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta về một góc cạnh khác. Đối với lại những tòa án của trần gian này, đối với lại ánh mắt của những người chung quanh của chúng ta, chúng ta có thể bị họ lên án, chúng ta có thể bị họ đưa đến một cái kết luận gì đó về cuộc đời của chúng ta. Trước mặt Chúa và trong ánh sáng của sự đời đời, điều đó sứ đồ Phaolô nói rằng nó chẳng quan trọng gì. Bởi vì có một đấng mà chúng ta phải trả lời trước mặt Ngài. Đấng đó là đấng mà chúng ta phải quyết tâm làm vừa lòng Ngài.
Còn đối với con người, chúng ta vừa làm họ, họ có thể khen tặng chúng ta một câu. Nhưng mà trong sự ganh tị hay là những lý do nào khác ích kỷ của họ, họ có thể lên án chúng ta, họ có thể nói đủ mọi điều xấu của chúng ta, họ có thể vu khống chúng ta, lấy những điều dữ mà nói vui cho chúng ta. Trong những trường hợp như vậy, cá nhân tôi thì tôi thấy cái việc mình giao phó mình vào trong sự phán xét của Chúa và trong ánh mắt của Đấng có quyền để làm cho tỏ ra tất cả những điều giấu kín. Đấng đó mới là Đấng mà chúng ta phải sống vừa lòng Ngài. Bởi vì chính Ngài sẽ là Đấng phán xét. Trên cá nhân của chúng ta, vì chúng ta không biết hết tất cả mọi sự, có những điều giấu kín, có những điều mà chúng ta chưa thấy tới, thì đừng đi đến cái sự xét đoán quá sớm. Hãy chờ đợi Chúa. Ngài sẽ phán xét một cách chính xác ở trong sự hiểu biết đời đời của Ngài. Trước hết, vai trò quản lý liên quan đến việc dâng đời sống của mình cho Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu số 1: Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Rồi về chức vụ quản lý liên quan đến việc sử dụng thời gian của một người một cách khôn ngoan và xứng đáng, như Thi Thiên 90 câu 10 cho đến câu số 12 nhắc cho chúng ta về việc chúng ta phải sử dụng thời gian của mình một cách tốt đẹp. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ là rước lấy lao khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua rồi chúng con sẽ bay mất đi. Ai biết được sức giận của Chúa, ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Chúng ta cần biết, để sự giúp đỡ của Chúa để chúng ta biết đếm các ngày của mình. Mỗi ngày là chúng ta gần hơn với cái ngày mà chúng ta phải đứng ở trước mặt Chúa để trả lời, để tính sổ về tất cả những công việc của chúng ta. Nếu Chúa chưa trở lại, thì chúng ta cũng có thể ra đi lìa trần gian này qua việc chúng ta qua đời. Thì tác giả của Thi Thiên 90 tới đây, mọi người tin là Môi-se đó. Ông xin một điều, đó là cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Chúa giúp đỡ để chúng ta biết đếm các ngày của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng mình đếm để mình biết so với lại cái số năm, nếu được tuổi tác của chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Chúng ta biết mình đang ở trong lứa tuổi nào. Thì không vì chúng ta lớn tuổi mà chúng ta dừng lại, nhưng mà chúng ta phải đếm biết là cái ngày mà chúng ta sẽ mọi việc dừng lại, tạm ngưng để gặp Chúa và chịu sự phán xét của Chúa cho việc ở trong nhà. Hay là chúng ta vẫn còn sống mà ngày Chúa ngày trở lại, thì chúng ta cũng phải biết chuẩn bị. Chúng ta thấy ở tại đây về thời gian có hai mặt: cái số ngày chúng ta sống ở trên đất và cái sự cấp bách của Chúa, Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào thình lình như kẻ trộm. Và chúng ta phải biết đếm các ngày của chúng ta để chúng ta có lòng khôn ngoan ở trước mặt Chúa. Công việc quản lý liên quan đến việc đầu tư khôn ngoan và trau dồi khả năng và tài lực của cá nhân. Nhưng mà theo chương 25 mà chúng ta đã được nhắc nhở ở trên, quản lý cũng liên quan đến sự hiểu biết và sử dụng đúng tài sản của một người. Và khi chủ giao cho thì chúng ta có trách nhiệm phải làm lợi ra là như vậy. Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến 21: Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch quét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch quét vách mà lấy. Vì của cải của con ở đâu thì lòng của các con cũng ở đó. Chúa Ngài muốn nhắc nhở cho những người nghe Ngài trong ngày hôm đó, cũng như trong mỗi một chúng ta, là chúng ta phải biết đầu tư, chúng ta phải biết cất giữ những điều quý báu của chúng ta ở nơi nước của Đức Chúa Trời, ở thiên đàng, là nơi mà chúng ta thấy rằng không bị tội lỗi làm cho bị băng hoại như thế giới của chúng ta. Thì chúng ta thấy có những điều làm cho hư hỏng đi những cái điều mà chúng ta có xem là quý đó. Nếu chúng ta đầu tư ở tại đất này, chúng ta dùng hết tất cả những nỗ lực của chúng ta và chỉ cho đời này là nơi có mối mọt. Nhà mà đã bị mối nó ăn, thì chúng ta thấy rằng mất giá trị. Những cái tiền giấy mà người ta
có thể cột nó lại và cất giấu ở đâu đó. Mà bị mối mọt nó ăn thì chúng ta cũng thấy rằng nó sẽ mất cái giá trị của nó. Rồi những thứ mà chúng ta dùng chứa có tính cách là kim loại thì nó sẽ bị ten, bị rỉ đi, làm hư đi. Rồi một cái mối đe dọa khác có thể làm mất đi những điều mà chúng ta cho là quý. Đó là có kẻ trộm đào ngạch quét vách vào mà lấy. Anh Chúa ngài khuyên chúng ta có một cái lòng khôn ngoan để chúng ta biết cất giữ những điều tốt đẹp ở tại thiên đàng. Trong ánh sáng của sự đời đời, sự phán xét đời đời, chúng ta hãy có lòng khôn ngoan và đầu tư vào trong công việc của nước Đức Chúa Trời. Tôi sống một ý niệm là khi tôi chết tôi không thể mang gì theo được. Điều duy nhất tôi có thể mang theo được vào trong thiên đàng đó là linh hồn của những người lạc mất. Anh chị em, đó là những điều rất quý trước mặt Chúa. Cũng là điều mà Chúa ngài sẽ đòi hỏi chúng ta để chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt ngài khi Chúa tính sổ với chúng ta. Rồi những cái kết quả của đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta cũng phải hết lòng giúp đỡ để tất cả con cháu của mình sẽ sống tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống và được sự sống đời đời. Vì có như vậy họ mới có thể cùng lên thiên đàng với chúng ta. Lời của Chúa dạy tới đây cho chúng ta một cái điều cũng rất là quan trọng về chiều hướng của tấm lòng của chúng ta. Của cải chúng ta ở đâu, lòng của chúng ta cũng ở đó. Nếu của cải của chúng ta để ở trong ngân hàng, cái lòng của chúng ta cũng luôn nghĩ về điều đó. Nếu của cải chúng ta một chiếc xe đắt tiền của chúng ta đang để ở trong nhà xe của chúng ta hay là phía trước nhà của chúng ta, lòng của chúng ta cũng nằm ở tại đó. Và tốt đẹp thay khi lòng của chúng ta được ở trong nhà Chúa, được ở tại thiên đàng, khi chúng ta cất giữ những điều quý báu ở cái nơi mà không có mọt, không có rỉ sét, không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách vào mà lấy. Đó là cái nơi mà chúng ta nên đầu tư cuộc đời của mình một cách tốt đẹp nhất trong ơn của Chúa. Colossae chương 3 câu 1 đến câu 4. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của anh em đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng hiện ra với Ngài trong vinh quang. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho lòng của chúng ta, ánh mắt của chúng ta luôn luôn là hướng về tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Điều này sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ không thất vọng khi chúng ta đối diện với cái sự thật là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là những gì chúng ta đang có ở trong trần gian này có thể được bị lấy đi khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy nhiều cuộc đời họ không tập trung vào dồn chứa của cải và đời sống của mình vào công việc của nước của Đức Chúa Trời cho ở trên trời. Thì thinh linh, họ mất hết tất cả thuộc về trần gian này. Thì chúng ta thấy rằng điều đó là một điều làm cho người ta khốn khổ. Nhưng mà Chúa ngài khuyên chúng ta, lời của Chúa tại đây đó là hãy tìm kiếm những điều ở trên trời. Hãy chú tâm đến những điều ở trên trời. Đừng chú tâm vào những việc ở dưới đất này mà thôi. Tôi có một cái hình ảnh mà tôi nhắc cho chính mình luôn. Vì tôi thường đi xa thì phải ở trong những cái khách sạn. Thì hình dung với tôi khi có một người đi xa và đến ở tại khách sạn. Ít là mình chỉ ở đó trong một thời gian ngắn, có thể lên đến một tuần hay là hai tuần. Thì thật là vô lý nếu người này chạy ra tiệm bán bàn ghế, mua về những thứ đắt tiền để trang bị cho căn phòng đó. Để rồi hết cái thời gian mình ở ngắn hạn đó, mình trả chìa khóa lại và để tất cả những điều đó ở lại. Cho nếu chúng ta chú tâm vào và tất cả những gì của cải vật chất của chúng ta mà chúng ta chỉ đầu tư cho trần gian này mà thôi, thì chúng ta cũng sống trong cái thái độ như vậy. Thật là vô lý phải không? Đó là lý do tại sao Cơ Đốc nhân đắc thắng khi chúng ta sống ở trong ánh sáng của sự phán xét đời đời giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ đắc thắng luôn ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quản lý cũng liên quan đến sử dụng tài chính một cách cẩn thận ở trong đời sống của chúng ta là như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Sự phán xét cũng liên quan đến công việc phục vụ của người tin Chúa ở trong đời này. Ma-thi-ơ chương 16 câu 7. Vì con người sẽ đến ở trong vinh quang của cha mình cùng với các thiên sứ. Lúc ấy Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Có cái sự ban thưởng của Chúa mà chúng ta cần trong đời.
Cô thứ nhất chương 3 câu 12 đến 15. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngài phán xét sẽ làm rõ công trình đó. Nó sẽ bị phơi bày trong lửa. Lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì người ấy sẽ được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, thì sẽ mất phần thưởng. Về phần của người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa. Đây là một hình ảnh khác mà Thánh Linh đã soi sáng để sứ đồ Phaolô dùng để nhắc nhở hội thánh của Chúa ở tại thành Côrintô. Ông nói rằng ông đã xây dựng cho anh em một cái nền vững chắc nhất, đó là Đấng Christ. Rồi mỗi người sau khi tin Chúa bắt đầu xây dựng ở trên cái nền đó cuộc sống của chúng ta và sự phục vụ Chúa của chúng ta. Chúng ta cần để ý đến cái vật liệu chúng ta sử dụng để chúng ta xây cái công trình này. Chúng ta thấy tại đây có những cái loại vật liệu được nhắc đến tại đây: vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ. Chúng ta thấy tại đây cái tiêu chuẩn để thử đó là lửa. Nếu một cái thỏi vàng chịu qua thử lửa, nó có thể chảy nhưng mà nó vẫn còn. Khi nguội lại, thỏi vàng đó vẫn là thỏi vàng. Bạc cũng vậy, đá quý cũng vậy. Nhưng những vật liệu kia là gỗ hay là cỏ khô hay là rơm rạ, thì khi lửa đi qua, tất cả nhiều đó sẽ bị cháy hết. Thì lời của Chúa cho chúng ta thấy một cái hình ảnh hết sức là rõ ràng tại đây. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì người ấy sẽ được phần thưởng. Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng những vật liệu quý, những vật liệu còn lại, để chúng ta xây dựng công trình, tức là cuộc đời của chúng ta. Hầu cho khi chúng ta đối diện qua cái sự thử thách của lửa, thì tất cả nhiều đó sẽ còn lại để chúng ta được thưởng. Nhưng công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng. Cảm ơn Chúa, đây là điều khích lệ và giúp đỡ cho chúng ta thấy. Nhưng đừng ai trong chúng ta để cho mình phải ở trong cái tình trạng như vậy. Đó là về phần của ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi đã chắc chắn. Khi công trình của chúng ta bị thiêu đốt, cháy rụi hết, thì trong tòa án phán xét của Đấng Christ chúng ta biết rằng chúng ta sẽ mất phần thưởng. Cái sự cứu rỗi thì chúng ta thấy rằng xém một chút. Tôi hình dung là chúng ta cũng được cất lên, nhưng mà áo sống của chúng ta có thể bị cháy xém hết rồi. Xít một chút nữa là cháy rụi. Nhưng bởi nhờ ân điển của Chúa, chúng ta cũng được Chúa Ngài ban cho chúng ta được cứu đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây nguy hiểm quá, phiêu lưu quá. Xin Chúa giúp để chúng ta biết chọn những vật liệu tốt để chúng ta xây dựng cuộc đời của mình. Sự phán xét này cũng được theo sau bởi những phần thưởng tương ứng cho một cuộc đời sống cho Đấng Christ. Tiên thầy thứ nhất chương 4 câu số 8: vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tinh kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cho cả đời sau nữa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải giữ cho thân thể của chúng ta được khỏe mạnh, được tráng kiện. Nhưng phải có sự quân bình. Đừng chỉ tập trung vào cái việc chúng ta tập luyện thân thể của chúng ta vì nó chỉ ích lợi đôi phần thôi. Nhưng khi chúng ta quân bình và chúng ta tập trung vào để chúng ta luyện tập đời sống thuộc linh của mình, thì chúng ta thấy rằng được ích lợi mọi mặt và có lời hứa của Chúa cho đời này lẫn đời sau. Xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị và được Chúa nghe phán xét dựa trên tiêu chuẩn đó nữa. Sự phán xét dành cho kẻ vô tín theo sau sự sống lại thứ hai và được gọi là sự phán xét lớn trước tòa án trắng. Đây là một cái sự phán xét và xin Chúa cho để chúng ta nhận biết một cách rõ ràng và cấp bách để giúp đỡ cho những người thân thương của mình, những người mà mình được tiếp xúc, để họ không trải qua vì nét kinh hoàng của tòa án này. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng, và đứng ngồi trên ngai, trước mặt ngài trời đất đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng ở trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong sách ấy. Biển giao lại những kẻ chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì sẽ bị ném xuống hồ lửa.
Chúng ta nhớ, tòa án của Đấng Christ là việc xét xử cho người trong nhà để được ban thưởng hoặc là bị chê trách. Nhưng mà tòa án trắng thì liên quan đến sự chết đời đời. Và chúng ta thấy ở đây, khi ngai lớn của Chúa được bày ra của phiên tòa này, thì kinh hoàng đến độ chúng ta thấy trước mặt Đấng phán xét ở trên ngôi lớn này đó, đất trời đều trốn hết ở trước sự hiện diện của Ngài. Đấng thánh khiết tuyệt đối. Trước sự phán xét này của Ngài, thì có tất cả những cái dữ kiện, tất cả những bằng chứng nghịch lại những người đứng ở trước mặt Chúa, là những người không ở trong sự cứu rỗi của Chúa đó, gồm có những người lớn lẫn nhỏ đều đứng ở trước Ngài. Các sách được mở ra. Tôi tin rằng những sách mà Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài và khả năng siêu nhiên của Ngài ghi chép hết tất cả. Và chúng ta cần nhớ Chúa Giê-xu Ngài nói rằng chúng ta cũng phải trả lời với Chúa từng lời nói của mình được. Như vậy, tất cả những dữ kiện xảy ra, và sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh là khi sự phán xét này được đưa ra, tất cả những cái bằng chứng nghịch lại cùng chúng ta đưa ra đó, thì tất cả mọi miệng đều phải ngậm lại. Nói điều gì Chúa Ngài cũng có những cái bằng chứng để nói đến cái tội đó. Nó làm như thế nào? Nó thực hiện ra sao? Các sách này đều ghi chép hết. Cảm ơn Chúa, trong số các cuốn sách đó thì có một quyển sách mà chúng ta đã nói khi nãy. Trong đó tên của những người được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ được ghi trong đó, gọi là sách sự sống. Thì khi quyển sách này mở ra thì chúng ta thấy Chúa Ngài không xét xử cho những người có tên ở trong sách sự sống này vì đã thuộc về danh sách của những người được sống ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy đảm bảo chính chúng ta và những người thân thương của chúng ta, những người lạc mất chung quanh của chúng ta, để họ sớm tên của họ được ghi trong sách sự sống này. Bằng không thì chúng ta thấy rằng câu số 14 cho chúng ta thấy sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Lúc bây giờ thì không còn chết nữa. Cái chết thứ hai không phải là cái chết như tắt hơi như cái chết thứ nhất của chúng ta. Cái chết thứ hai được ở trong hồ lửa đời đời. Thì tại đây nó không còn chết nữa. Cho nên họ sẽ sống đời đời ở trong sự xa cách với Chúa, sự sống đời đời trong quả ngục. Ôi, đây là điều xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ tránh khỏi. Sự phán xét này liên quan đến những người không có tên trong sách sự sống. Sự phán xét này sẽ giải quyết tất cả các tài khoản đưa ra tiền công của tội lỗi và phần thưởng của sự gian ác. Như Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 12-17. Nhưng như những con thú vô tri sống theo bản năng thì sinh ra để bị săn bắt và làm thịt. Những người này xúc phạm cả đến những điều mà họ không biết sẽ cùng bị diệt vong như thú vật. Và nhận tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những dấu dơ, vết bẩn, thích thú với đủ kiểu lừa dối khi ngồi ăn uống chung với anh em. Cặp mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không biết chán. Họ dụ dỗ những người nhẹ dạ. Tâm địa họ quen thối tham lam. Họ là những đứa con đáng nguyền rủa. Họ đã bỏ đường ngay thẳng nên bị lạc lối, đi theo con đường của Balaam, con trai của Bô-sô, là kẻ ham thích tiền của độc ác. Những ông đã bị vỡ trách và bị sai phạm vì sự sai phạm của mình. Một con lừa câm nói tiếng người đã ngăn cản sự điên rồ của nhà tiên tri đó. Họ là những dòng suối không có nước, những đám sương mù bị bão cuốn đi. Sự tối tăm mờ mịt đã dành cho họ. Sự phán xét này chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì những người chưa được tái sanh, chưa được biến đổi, lối sống của họ dựa trên những điều mà chúng ta thấy rằng nó ngập lặng ở trong tội lỗi. Nó bị ảnh hưởng bởi tội lỗi từ ánh mắt, từ những sinh hoạt của mình, từ những cái thú ăn chơi của mình. Mà như là một cái con thú vô tri sống theo bản năng, được sanh ra để bị săn bắt và làm thịt. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu biết và thấy điều này, để chúng ta sẽ cấp bách giúp đỡ cho những người thân thương của chúng ta. Còn hai phần nữa chúng ta đi nhanh. Một số phần thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người trung tín ở trong Ngài. Đó là một lời khen công khai cho công việc được thực hiện tốt. Matthew chương 25 câu 21 và 23, Chủ nói với người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ nghe lành và trung tín kia, được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi." Câu 23, Chủ nói với người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ nghe lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ của ngươi." Có một sự ban thưởng công khai, lời khen công khai ở tại đây.
Cảm ơn Chúa. Mão Triều Thiên chiến thắng, không hư nát, không phai, cũng sẽ được ban cho họ. Phi-rơ thứ nhất, chương 5, câu số 4. Rồi khi đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh Mão Triều Thiên vinh quang, không phai tàn. Timôthê thứ nhì chương 4 câu 8. Từ nay Mão Triều Thiên công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trách nhiệm tương lai ở trong tình trạng đời đời. Đây là điều mà chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết. Như tôi nói lúc đầu, chúng ta phục vụ một ông chủ rất là tốt lành. Trung tính trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho những việc lớn hơn. Và đây phần Kinh Thánh này cho chúng ta hình ảnh này. Vì thế Ngài phán, có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương rồi sẽ trở về. Ông gọi 10 trong số những đầy tớ của ông đến. Ông giao cho họ 10 nén bạc và bảo, hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về. Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông, nên sai sứ giả theo sau ông mà nói, chúng ta không muốn người này cai trị chúng tôi. Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình, thưa chủ, nén bạc của chủ đã xin lợi được 10 nén. Chủ bảo hơi đầy tớ nghe lành của ta, được lắm, vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản 10 cái thành. Câu 18, người thứ hai đến trình, thưa chủ, nén bạc và chủ đã xin lợi được 5 nén. Chủ cũng bảo, ngươi được cai quản 5 thành. Một đầy tớ khác đến trình, thưa chủ, đây này, nén bạc của chủ tôi đã gói ở trong khăn. Vì tôi sợ chủ, bởi vì chủ là người nghiêm khắc, lấy ở trong nơi không đặt, gặt ở trong chỗ không gieo. Chủ bảo, này, tên đầy tớ gian ác, cứ theo lời của ngươi nói mà ta sẽ xét xử ngươi. Có phải ngươi đã biết ta là người nghiêm khắc, lấy ở trong nơi không đặt và gặt ở chỗ không gieo chăng? Thế tại sao ngươi không giao bạc của ta cho người buôn bạc, để khi ta về sẽ lấy lợi, lấy cả vốn lẫn lời? Câu 24, rồi chủ nói với các người đứng đó, hãy lấy nén bạc của nó mà cho người có 10 nén. Họ nói, thưa chủ, người ấy đã có 10 nén rồi. Ta bảo các người, ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, ta muốn, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bởi ơn của Đức Chúa Jesus Christ, ánh mắt mà chúng ta nhìn là ánh mắt yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta, chứ không phải ánh mắt của đấng quan phán xét xử một cách nghiêm đối với những người sống không kính sợ Chúa, là những người mà chúng ta thấy họ đã sai sứ giả đi theo chủ mà nói rằng chúng tôi không muốn ông cai trị chúng tôi. Dù ông có đi đến nơi xa để được phong vương rồi trở về đó, thì nhớ một điều là chúng tôi không thờ phượng ông, chúng tôi cũng không muốn ông cai trị chúng tôi. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy của những người họ sống ở trong thái độ. Chúa Giêsu ngày đi và ngày sẽ trở lại, thì đó là cái phước hạnh của hội thánh của Ngài. Chuyện đó là chuyện của hội thánh của những người tin Chúa. Còn chúng tôi thì quyết định và chúng tôi nói với Ngài rằng chúng tôi không muốn Ngài cai trị chúng tôi. Chúng ta thấy cái sự cứng lòng và cái thái độ của họ sẽ được xét xử đúng theo như điều mà họ đã chọn. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu số 9. Nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa khi chúng ta chứng minh cho Chúa rằng chúng ta trung tín trong những gì Chúa Ngài giao cho. Và trong trường hợp này, có người thì làm lợi gấp 10, có người làm lợi gấp 5. Mà chỉ có cái người mà đem gói ở trong khăn và đem giấu thì bị trách phạt. Thì xin Chúa giúp để chúng ta sẽ có một lựa chọn đúng đắn. Và điều đó dẫn chúng ta đến phần cuối của chúng ta trong phần số 5. Điều gì làm cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất này và những quyết định mà chúng ta đưa ra rất là quan trọng. Có 3 điều. Bởi vì chết là chấm hết rồi chịu phán xét. Đừng bị tiêm nhiễm bởi niềm tin của các tôn giáo chung quanh chúng ta. Không có cái kiếp thứ hai. Cũng không có cái cơ hội để đầu thai trở lại để làm thêm những việc lành để tích lũy. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết chết là chấm hết rồi chịu phán xét, như Hebrew chương 9 câu số 27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Lời của Chúa ta để khẳng định cho chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, cho nên lựa chọn một cách khôn ngoan. Thứ hai, bởi vì sau khi chết không có cơ hội thứ hai. Thứ ba là bởi vì số phận đời đời của chúng ta được xác định trên cơ sở của những gì chúng ta đã làm trong và với cuộc sống này. Xác nhận, đảm bảo mình được sự sống đời đời bằng mọi cách,
với sự giúp đỡ của Chúa. Hãy giúp đỡ cho những người thân thương của chúng ta, những người trong gia đình, gia tộc của chúng ta, những người Chúa cho chúng ta tiếp xúc, giúp đỡ họ để chuyển họ từ những người chưa tin trở nên những người tin. Đừng để họ chết được liệt vào trong số của những người không tin Chúa. Bởi vì tương lai đời đời đó là kinh hoàng mà chúng ta đã được nhắc nhở ở tại đây. Và cuối cùng, bởi vì thiên đàng và quả ngục là những nơi đời đời, nó không phải chỉ là một cái nơi tạm giam, nó cũng không phải là một cái nơi mà chỉ trải qua một thời gian ngắn, nhưng mà đời đời. Khi Kinh Thánh dùng chữ đời đời tại đây, eternal, thì chúng ta biết rằng một cái ý niệm để giúp đỡ cho chúng ta là con số không thể nói lên được điều này. Có nghĩa là nó vượt xa hơn cái số mà chúng ta có thể nói được. Bởi vì thiên đàng và quả ngục đều là đời đời. Những ai rơi vào trong quả ngục thì cũng sẽ ở trong đó đời đời. Và tạ ơn Chúa, những người thật sự tin Chúa và sống theo như lời của Chúa dạy thì sẽ được lên thiên đàng, và thiên đàng cũng là nơi đời đời. Cảm ơn Chúa, sẽ có sự sống lại. Người thì sống lại để được sống đời đời, và những người sống lại để chịu chết đời đời. Vì sự đời đời là một điều mà lời của Chúa, chính Đức Giê-xu đã dạy dỗ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta chọn những cái lựa chọn. Chúng ta thực hiện và làm lợi ra những gì Chúa Ngài đã giao cho chúng ta để kết quả ở trước mặt Ngài. Vì chúng ta sống như vậy, chúng ta mới giữ được sự đắc thắng của mình. Đắc thắng đối với tội lỗi, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ trở lại một cách thình lình, giúp đỡ cho chúng ta không phạm tội. Thì chúng ta sống với thái độ nhận biết, đó là Chúa Ngài sẽ trở lại và chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về tất cả công việc làm của mình. Chúng ta sẽ phục vụ Chúa với các thứ ơn của Ngài một cách tốt đẹp hơn. Cũng nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta xây dựng ở trong cuộc đời này đều sẽ trải qua cơn thử lửa, để chúng ta chọn những vật liệu tốt nhất để chúng ta xây dựng cuộc đời thuộc linh của mình. Điều quan trọng mà chúng ta cần được nhắc nhở đó là chúng ta vì biết về sự đời đời và sự phán xét đời đời này, cho nên có phần thưởng dành cho những ai trong đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta sống một lối sống mỗi ngày chúng ta sẵn sàng để nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại, thì lối sống đó là lối sống mà giúp đỡ cho chúng ta biết xa lánh tội lỗi và làm những công việc mà Chúa Ngài dạy chúng ta. Không có một cái sự hấp dẫn nào của sự cám dỗ của tội lỗi, nó có thể đánh hạ những con người mỗi ngày hết lòng trong đợi sự trở lại của Chúa. Nhưng khi chúng ta chểnh mảng, khi chúng ta xem thường, thì chúng ta sẽ thấy rằng cám dỗ có thể chụp bắt chúng ta một cách dễ dàng. Xin Chúa ban phước để anh chị em, những người đang học với chúng tôi môn học này, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng luôn luôn ở trong ơn của Chúa, để rồi chúng ta có thể bày tỏ Cơ Đốc giáo đắc thắng dựa trên những phước hạnh mà chúng ta đã học ở trong môn học này. Xin Chúa ban phước. Nếu anh chị em vào và cùng học với chúng tôi trong những tuần gần này, xin Chúa cho anh chị em trở lại để tìm những bài học trước, để chúng ta có thể cập nhật và chúng ta có thể hiểu được một cách trọn vẹn môn học này ở trong ơn của Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện và cho phép chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Cha dấu chúng con tạ ơn Ngài. Vì có một cặp mắt đang theo dõi, quan sát cuộc đời của chúng con. Cặp mắt đó hứa với chúng con rằng sẽ có sự ban thưởng cho những người kính sợ Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài và quản lý tốt đẹp tất cả những phước hạnh, ân tứ, tài năng mà Chúa giao cho. Và trong sự phán xét của Chúa, Ngài có phần thưởng, Ngài có mạo triều thiên, Ngài có những lời khen tặng giữa công chúng để công bố ở trên đời sống của những người sống trong sự nhận biết Chúa. Con cầu nguyện điều này để hết thảy chúng con, những người đang học và những người sẽ học qua bài học này, Chúa giáo, để tất cả chúng con đều sống trong sự nhận biết, có sự phán xét đời đời, và giúp đỡ để chúng con thức tỉnh, giúp đỡ để chúng con biết vâng lời Chúa, giúp đỡ để chúng con biết quản lý những gì Chúa Ngài tính cậy và giao trong tay của chúng con một cách tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban phước để chúng con cũng trung tín trong việc giải cứu, giúp đỡ cho những người đang đi vào trong sự chết đời đời, để chúng con có thể kéo họ trong ân quyền của Ngài, chuyển họ vào trong nước sự sống của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin ban phước để hết thảy chúng con, Chúa giáo, khi Ngài chúng con đứng trước mặt Ngài và chúng con trình bày, chúng con trả lời trong ngày tính sổ của Chúa, thì chúng con nghe được tiếng phán của Chúa yêu dấu của chúng con.
hỡi đầy tớ, nghe lần trung tín của ta. Được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Cho con cảm ơn Ngài. Tặng Chúa, và cho con dâng hết tải mỗi chúng con một cách tươi mới ở trong tay của Ngài. Xin ban phước và làm ơn trên chúng con, để chúng con trở nên những con người đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Để chúng con bày tỏ sự đắc thắng của niềm tin của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tặng Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em được phước, hãy amen với chúng tôi. Được phước, hãy hallelujah với chúng tôi. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ bước đi dựa trên những nền tảng vững chắc này. Để mong đợi Ngài, Chúa yêu của chúng ta sẽ khen thưởng chúng ta bằng lời khen thưởng tốt đẹp mà chúng ta đeo đuổi ở tại đây. Ở trong kỳ thi cuối khóa của chúng ta, trong ngày chúng ta trả lời trước mặt Chúa. Xin Chúa ban phước bởi ơn quyền và sự sức giàu của Chúa. Hết thảy chúng ta sẽ là những người Cơ Đốc nhân đắc thắng cho Chúa. Ngài khen Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.